Dưới sự chỉ đạo của Đại Đức Thích Quảng Tráng, Phó Thư Ký Kim Chánh Văn Phòng Phật Giáo Tỉnh, Phó Ban Trị Sự Phật Giáo Quyền Đắk Lấp, Đại Đức Thích Vĩnh Phúc, Phó Ban Từ Thiện Phật Giáo Quyền Đắk Lấp, ngày 26 tháng 8 năm 2021, Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Quyền Đắk Lấp phối hợp với phòng PA02, công an tỉnh Đắk Nông, tiếp tục hỗ trợ hơn 20 tấn nông sản cho người dân dùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh những phần quà để động viên tinh thần chia sẻ những khó khăn với bà con thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện cách ly. Việc làm này thể hiện được tinh thần dân tộc, biết tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đại Đức Phó Ban Trị Sự cũng gửi lời tri ân đến quý mạnh thường quân, Phật tử và các chiến sĩ công an đã cùng chung tay góp sức, hỗ trợ trên tinh thần tương thân tương ái, quyết tâm và đồng lòng với mong muốn người dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.